bằng việc cho mèo ăn chế độ lành mạnh hơn chăm sóc chu đáo hơn tuổi thọ mèo được cải thiện đáng kể hãy xem hết video này để biết cách chăm sóc mèo già khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ cho chúng nhé vậy như thế nào thì được coi là mèo già bé mèo của bạn có các dấu hiệu đặc điểm sau thì đã được tính là lão niên và cần có chế độ chăm sóc đặc biệt rồi đó Thứ nhất, mèo đã sống được 8 năm trở lên. Khi đó, mèo bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa và tuột dốc về sức khỏe. Lông mèo già thường khô, sơ và rụng rất nhiều do các nang lông lão hóa và thiếu hụt các chất dinh dưỡng trong cơ thể. Đôi mắt kém linh hoạt, không còn nhanh nhạy như trước và thính giác giảm thậm chí là bị điếc. Thứ hai, về đặc điểm hành vi, mèo lớn tuổi có xu hướng lười hoạt động, ngủ nhiều hơn và thời gian ngủ lâu hơn mèo già sẽ tăng cân do ngủ nhiều ít hoạt động hoặc có thể giảm cân do ăn ít khó hấp thụ dinh dưỡng mèo già thích nằm yên một chỗ và hạn chế tiếp xúc đùa giỡn với con người hay thú cưng khác đêm ngủ mèo già thường hay rên rỉ hoặc kêu nhiều đi vệ sinh khó khăn hơn thường sai chỗ và dễ đi vệ sinh ra sàn nhà đệm giường các vấn đề sức khỏe mà mèo già thường gặp là một bệnh răng miệng, khi mèo trưởng thành từ 3 tuổi trở lên thì các vấn đề răng miệng đã bắt đầu xuất hiện, và khi mèo càng lớn tuổi thì các vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn. Mèo thường gặp các vấn đề răng miệng như viêm nha chu, rụng răng, hồi miệng, thường xuyên chảy nước rãi. Các bệnh răng miệng làm cho mèo khó ăn uống và cơ thể suy sút hơn. 2. Bệnh viêm khớp, phổ biến với mèo từ 5 tuổi trở lên và rất nguy hiểm với mèo thừa cân. Bệnh làm mèo vận động khó khăn, đau đớn khi leo trèo, nhảy cao, khó gặp người để liếm lông, vệ sinh cơ thể. 3. Bệnh suy thận, đây là bệnh nguy hiểm thường gặp ở mèo già vì thận bị giảm hoặc mất khả năng loại bỏ chất độc, chỉ được phát hiện khi xét nghiệm, cần điều trị lâu dài kết hợp chế độ ăn uống phù hợp. 4. Bệnh ung thư, khi mèo già cơ thể sẽ xuất hiện các khối u, phổ biến nhất là u lympho do đó hãy theo dõi các triệu chứng bất thường và thăm khám thú y định kỳ để sớm phát hiện bệnh tật cho mèo nhé ngoài ra còn có một số bệnh lý phổ biến khác thường gặp ở mèo lớn tuổi như bệnh tiểu đường cường giáp khi mèo già đi hãy dành nhiều thời gian và sự yêu thương để chăm sóc cho chú mèo của mình nhé để chăm sóc mèo lớn tuổi khỏe mạnh bạn cần lưu ý giữ vệ sinh cho chúng bởi khi đó răng và các cơ quan nhai cắn của mèo cũng sẽ yếu đi rất nhiều chải răng cho mèo mỗi tuần để hạn chế cao răng, đồng thời giúp răng khỏe mạnh hơn. Mèo già thường sợ tắm, tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh, sức khỏe cho mèo bạn vẫn cần tắm cho mèo một lần một tháng, hãy dùng nước ấm để tắm cho mèo. Trong các trường hợp đặc biệt có thể dùng các loại bột tắm khô. Thường xuyên chải lông và kiểm tra da mèo xem có bị nấm, bọ chết hay không. Nếu có hãy sử dụng các loại thuốc trị nấm, giận cho mèo. Hệ tiêu hóa của mèo già thường yếu đi, dễ chán ăn và cũng dễ bị táo bón, khó tiêu hơn. Nên cho mèo già ăn thực phẩm mềm, loãng, dễ tiêu. Chia nhỏ khẩu phần ăn, mỗi bữa chỉ cho ăn một lượng ít vừa đủ. Thức ăn của mèo nên chứa nhiều protein, hạn chế chất béo, tinh bột và bổ sung thêm chất xơ từ rau củ. Để kích thích vị giác hãy đa dạng các loại thức ăn hoặc bổ sung một số loại nước sốt dinh dưỡng. Ngoài ra, hãy lưu ý sổ run cho mèo đúng lịch để hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn nhé. Cũng cần đảm bảo cho mèo có một nơi ngủ mềm mại, thoáng khí nhưng ấm áp. Nơi ngủ của mèo nên đặt dưới sàn hoặc kê thấp tránh để ở chỗ quá cao, không chắc chắn mèo có thể bị ngã hoặc khó khăn trong việc leo lên chỗ ngủ của mình. Các khay vệ sinh có cạnh thấp, lót thêm thảm chân và đặt ở gần chỗ ngủ của mèo. Điều này giúp mèo không bị trợt ngã và cắt mèo không văng ra xung quanh. Đặt bát đựng thức ăn và nước uống ở nơi thấp và hạn chế di chuyển sang vị trí khác nhiều lần. Mèo già không còn quá thích việc leo trèo nên các loại nhà mèo, cát chi cao, nhiều bậc sẽ không còn phù hợp. Thay vào đó bạn hãy mua cho mèo các loại đồ chơi đơn giản hơn như bóng lăn tròn, cuộn lăn hoặc bàn cào móng thấp là được. Bên cạnh sức khỏe xuống dốc, mèo già thường có xu hướng rất nhạy cảm, dễ bị buồn chán, lo lắng và stress, hãy thường xuyên vuốt ve, trò chuyện với mèo để chúng cảm thấy an toàn và được yêu thương nhé. Cuối cùng, đừng quên lên lịch khám thú y thường xuyên để bác sĩ thú y kiểm tra và phát hiện sớm các bệnh, nguy cơ nhiễm bệnh và tăng cường sức khỏe cho mèo của bạn. Nhà bạn có chú mèo già nào không? Hãy kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm với chú mèo già của mình nhé video đến đây là hết rồi nếu thấy video này hữu ích cũng đừng quên like subscribe ủng hộ chúng tôi chúc bạn một ngày tốt lành